Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức đã xây dựng các phương án triển khai ứng phó với cơn bão số 3. Đơn vị đã đáp ứng công tác khám chữa bệnh thường trực 24/24 giờ, kịp thời cấp cứu người bệnh tại bệnh viện và sẵn sàng cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu. Còn tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức cũng sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, cơ số thuốc cấp cứu, đảm bảo trực cấp cứu thông suốt. Các trạm y tế xã, thị trấn và phòng khám đa khoa sẵn sàng tiếp nhận sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân, đồng thời có kế hoạch vệ sinh môi trường, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh tại các khu vực ngập úng trước, trong và sau bão. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ hiện có 250 bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú. Bệnh viện cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, bố trí 100 giường dự phòng sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân. Để chủ động phòng chống bão số 3 này, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 3 đoàn kiểm tra giám sát công tác đáp ứng y tế phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị bệnh viện và trung tâm y tế 30 quận huyện thị xã. Đặc biệt là bệnh viện ở vùng trũng, cho nên là cũng có nguy cơ bị lụt, thì bệnh viện đã xây dựng phương án cụ thể là di dời một số các khoa phòng để làm sao lên trên tầng 3 và rà soát lại toàn bộ trang thiết bị, cơ số thuốc, men, oxy như máy phát điện để làm sao để chuẩn bị cho phương án cấp cứu cũng như khám chữa bệnh tốt nhất cho người dân. Đối với Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ đã phân công các kiếp trực, 4 đội trực cấp cứu cơ động thường trực tại trung tâm 24/24 giờ sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư hóa chất, phương tiện cấp cứu đáp ứng khi có tình huống xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất đầy đủ để phục vụ công tác khám bệnh. Thế và các máy móc, trang thiết bị, thế và đặc biệt là hóa chất để xử lý môi trường. Các đơn vị cần theo dõi, bám sát cái diễn biến của cơn bão và thông tin phối hợp với các cơ quan trên địa bàn, đặc biệt là các ủy ban nhân dân quận, huyện, phòng y tế để có những thông tin kịp thời để hợp đồng tác chiến trong công tác phòng chống dịch bão. Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Yagi, toàn ngành y tế thủ đô sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến của mưa bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh, nhân viên y tế.